và trong súng ngồi là che xuống được cúp đạp chính quyền. Con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con quá ở đâu rồi. Con xuất hiện vậy? Khoan, đúng em đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây cô là ơi. Cô Tú My nha. Cô My nè, hồi nãy là chú. Cô đi chậm hơn chú thôi chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con. Chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui đó, mọi người thấy hay không à? À. Thật sự hồi nãy khi mà con bước ra cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói thôi thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té đạp, không ai nở mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè. Con về đội thầy nha con. Con biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói ý, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thấy chưa? Thầy Đại là fan hâm mộ của con, bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. Hello, đó, con thấy chưa, lên sân khấu bên đây là cô Phạm Lịch nè. Đây cô wow. Hình mến nè.
cô là người làm chứng hồi nãy là khi mà con vừa bước ra sân khấu là chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi, đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch Xỉu đi rồi về đội cô Mến chứ sao. Đúng rồi. Mình á, bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hư mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Con biết nhảy con biết nè. Đúng không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Đó, con xinh sẵn rồi. Đó, chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ đi cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp rồi, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đội thôi. Thì con sẽ về đội của... của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Ok. Quá là dễ thương.
Còn nhỏ mà hát được cái vậy là quá hay luôn. Mời hai con đến đây. Khánh Linh mở màn ra hát mấy câu thôi là tôi đã nhức óc nhức gan. Tưởng sao cuối cùng Đức Vĩnh lên những cái câu sau cũng không hề thua kém. Ta muốn hỏi bớt ca đó người Tây ta. Ngang tài ngang sức. Mời các vị sứ giả âm nhạc nhận xét như thế nào về tiết mục này. Chú Bùi Caron xin chào qua đội chơi anh Đại Nghĩa cùng hai con. Chúc mừng hai con đã có một cái phần thi rất là hay. Ban đầu thì chú nghe cháu gái hát, cảm giác chú cảm thấy là rất bất ngờ. Tại vì cái vòng thi trước á, con hát chú cảm thấy con hát nó chưa có ra hết cái chất giọng của con. Nhưng mà khi con hát tới cái bài này thì chú cảm nhận được rằng là con được khoe hết cái giọng của con ra. Và những nốt ca của con xử lý rất là chắc, luyến lấy của con rất là hay. Khi chú nghe tới bạn trai hát, cái tinh tế của con á, con xử lý trong bài hát, đặc biệt là những cái khúc ngân của con á, ngân rất là ra cái chất của bài. Hai bạn đều hát rất là hay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Bùi Caron. Nhưng mà bạn gái Khánh Linh cũng quá tuyệt vời.
ngang tài ngang sức, mà bây giờ thật ra ai mà chia tay chương trình rơi khỏi cái phi thuyền này chú cũng tiếc hết. Thôi mời cái con lên phi thuyền cùng với chú để chờ đợi kết quả nha. Như vậy nói nào ngay, em thấy cháu nó đã hát quá hay, thể hiện hết sức mình rồi. Giờ cái phần mà coi như là tụ khố, mình phụ cháu nó một tay. Ủa bạn em đâu rồi? Bạn em đã bay vào không gian rồi. Hay vậy hả? Đáng rồi. Và người chiến thắng là Đức Mệnh, chúc mừng con. Lòng nhẹ nhàng hơn.
hãy khóc nồng nàn từ con tim xôn xao dòng nước mắt hết buồn phiền trong em khi ta đã có nụ cười ở trong tim xót xương trên mi mắt là mặt trời dịu em. Có biết lúc mặt trời sinh ra mặt trời là nước mắt suốt cuộc đời mẹ cha khi em đã lớn nụ hồng ở trong tim giọt sương trên mi mắt là cuộc tình đầu Được là hai con bé nó hát hai cách khác nhau không? Con bé này là hát giọt sương trên mí mắt như này là mắt hai mí những đoạn mà tống lực ra mắt con bé mí, này mắt hai mí giống em hả? Không, anh nghe nè, bé này nó hát những cái đoạn nó bỏ nhỏ trong cái đoạn lúc mà nó lên điệp khúc đây mắt một mí nhỏ nhẹ đoạn luyến rất là điêu luyện á. Con hát giống chú Nguyên Khang hồi xưa con hát chú Nguyên Khang của thời hiện tại anh bảo lại đi. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng một ca khúc giọt sương trên mí mắt nhưng nhạc sĩ Thanh Tùng viết cho hai cái loại mí khác nhau. Cái tinh tế có cái sự thay đổi của mí mắt mới suy nghĩ ra được cái điều đó. Cãi tôi đi, cãi tôi đi. Cảm ơn hai thủ lĩnh, mời hai thủ lĩnh về chỗ. Hai con hát hay lắm. Bây giờ thì mình nghe ý kiến từ các vị sứ giả âm nhạc nha. Chào hai con. Thứ nhất là bây giờ cô chọn màu xanh, nhận xét cho bé đội màu xanh trước. Con có một chất giọng hát về phần phát âm rất là tốt, phát âm con rất là rõ, nhưng mà con bị một cái khuyết điểm đó là về những cái tông giọng thấp của con không có sáng. Đối thủ của con lại là một người rất là kinh nghiệm, với lại cũng đã hát bài trước là đã mở giọng được rồi mà con vẫn không có bị nao núng, không có bị rụt rè trước chị. Nhưng mà có điều là nếu như mà cái phần trình diễn này con màu sắc hơn nữa, con đúng với lại cái bộ đồ con đang mặc, con rock hơn nữa thì chắc là con sẽ chiếm ưu thế với chị nhiều hơn. Còn bé bên màu đỏ thì là bé quá tốt rồi, tại vì bé cũng lớn rồi, con cũng đã có một cái kinh nghiệm dài dặn trong việc hát. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của con, đó là khi con nhớ là cái phần điệp khúc khi con vừa vào á, con đừng có đẩy vào những cái phần phụ âm. Phụ âm là những cái chữ cờ, chữ nhờ đó, cho là có những lúc con đè vào cái chữ có quá thì những người nghe người ta sẽ bị giật mình và cái âm thanh của nó sẽ không có đẹp. Cảm ơn tụi con nhiều. Dạ con cảm ơn cô Phương. Cảm ơn cô Phương. Mời hai con theo chú Nghĩa đi. Sao Ngọc Nhi, cái bộ đồ chói quá, bây giờ con có muốn nhờ thủ lĩnh của con với cái bộ đồ cũng chói chói như con lên đứng giùm không?
Dạ con muốn à. Con muốn à. Nhưng mà chú Nghĩa nghĩ rằng hay là mình nên tự tin mình đứng ở đây đi. Cái cảm giác bay giữa ngân hà tuyệt vời lắm. Không tin con về con gọi hỏi chú Nam Cường nha. Ở đó con gái sao? Đứng đây chứ em đứng đó rồi lấy giờ mình nhờ. Vâng con à. Đúng rồi. Được hai chị em hát cái bài hát có cá tính nó mạnh mẽ quá. Mà bây giờ mình phải yếu đuối mình nhờ vả ai. Đứng đây tự tin lên nào. Xong bài những tóc anh dài ra nè. Dễ sợ thiệt. Dạ. Anh ơi bây giờ nếu mà các bạn ấy đã giành thì mình có được quyền qua giành không? Không. Bây giờ thì đã hết bài hát rồi, không có quyền giành nữa. Ok ok rồi. Với tinh thần học hỏi và cầu tiến, tụi em sẽ quyết định chọn căn phòng này. Nhưng mà anh mới phát hiện ra một điều là em nặng lắm với Trung. Anh bế em không nổi luôn. Ủa em ơi, khủng khiếp quá. Trời nó bấu díu vô cái thiếu điều. Em sợ là hư tổn tài sản của chương trình. Em quyết định em bỏ ra. Dạ thưa quý vị, sau một cái hồi mà giằng co tranh giành kịch liệt thì cuối cùng các bạn đã chọn được căn phòng của mình. Và bây giờ xin mời các bé ở căn phòng Ngân Hà xuất hiện để gặp thủ lĩnh Nguyên Khang. Nè 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 nè, diễn nè anh, diễn diễn. Trời xinh quá, xinh xắn quá. Thấy không? Gia đình màu đỏ, gia đình màu đỏ. Đủ size hết, S size. Medium size, large size, XL size thưa quý vị. Đây, XL.
Dạ, con xin chào chú Đại Nghĩa, con chào chú Hư Lĩnh và các cô chú, ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Đội của con có mang tên là Biệt đội Toàn Sao. Biệt đội quá. Toàn sao. Biệt đội Toàn Sao. Tại sao con lại đặt tên là Biệt đội Toàn Sao? Dạ, đơn giản thôi, 1, 2, 3, 3 ngôi sao. Rồi, ngôi sao thì ở đâu? Ngân hà, ở giải Ngân hà. Ngân đúng không? Dạ, con tên là Trâm Anh, con năm nay con 9 tuổi. 9 tuổi? 9 tuổi. Con là ngôi sao gì? Dạ, con là hiền hòa nhưng dữ dội, con là sao thổ Trâm Anh. Sao thổ Trâm Anh. Con đây trong trẻo nhưng dữ dằn, sao thủy Thiên Thanh. Dạ, con là sao kim Bảo Ngọc. Sao kim Bảo Ngọc. Biệt đội Toàn Sao, không lao đao trước đối thủ. Yeah. Cảm ơn các con, đó là đội Toàn Sao. Tiếp theo, ở căn phòng rừng xanh, xin mời các con xuất hiện gặp thủ lĩnh của mình. Trời ơi. Wow, xinh xắn luôn. Mà cái màu cũng hợp với em luôn. Quá đẹp luôn anh ơi. Trắng sáng sáng hợp với em luôn. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con chào thủ lĩnh của ba đội. Con chào chú Đại Nghĩa. Đội con có một cái tên rất là hay. Đó là đội Chim Chào Màu. Thấy chưa? Anh nói với anh rồi, đội chim là phải vô cái chỗ này nè, thấy không? Bây giờ đứng kế các con không biết rồi, biết rồi không, mà nhưng còn mà ý thòm thèm bên đây nữa, không, mấy con ý, thèm. Thèm. Gì không có thòm thèm làm đầy đứa nhỏ này nè, đứa nhỏ này nó giành đó, lần sau không được giành nha. Thì không thấy bây giờ đơn giản nha, lột cái này ra đưa cho tôi một đeo đi. Không không, đang nói thôi chứ thật ra vẫn yêu cái gia đình các con này. Nếu như bây giờ không nỡ chia sẻ cái này thôi bớt nói lại nha. Dạ, con là Chim Chào Màu Tân Bình Phương Trúc. Chim Chào Tân Màu Bình. Ở Tân Bình. Rồi tiếp tục luôn. Còn con là Chim Chào Màu Bình Chánh Ngọc Thuận. Ngọc Thuận. Còn con là Chim Chào Màu Bình Thạnh Thanh Thi. Thanh Thi, Ngọc Thuận và Phương Trúc. Còn em là Chim Phú Nhuận, không ai hỏi hết. Thanh Thi Thuận Trung. Nhóm em có 4 chữ tờ. Em là con Chim Chào Màu đến từ Tiểu Dương Quốc Gò Vấp thống nhất. Trời đất ơi. Trời ơi, bây giờ gò bắp lên Tiểu Dương Quốc luôn rồi hả em? Em, nhà em có quyền, em muốn đặt gì em đặt. Nổi loạn hả? Các con, nhất là con trai, cho chú Nghĩa hỏi. Con cấy một rùi phải không? Có không? Dạ không. Không hả? Vậy khi con hát, cái một rùi này nó có làm vướng bận gì cái miệng của con không? Dạ không. Vẫn hát ổn đúng không? Dạ. Ok, cả đội mình bây giờ có một cái câu nào đó để mình mang ra mình nói cho lên tinh thần, lên khí thế, mình lòe hai đội còn lại không? Câu gì? Dạ, quyết tâm của... Sao vậy con nè, không biết mình hỏi ý nhỏ nhỏ một chút nha. Rồi xong mình nói cho nó đồng loạt. Đúng rồi nè, hỏi ý chú Trung luôn nè. Đó con nè. Dài vậy. Rồi, vô luôn nè, chú đếm 1, 2, 3 nói. Nhưng mà nói khúc màu từ cái chỗ mà chào màu thôi. 2, 3. Chào màu nổi tiếng hát hay, tụi con mà thắng là điều hiển nhiên. Dễ sợ thì thưa quý vị. Một bên thì là Tiểu Dương Quốc Gò Vấp, còn một bên là điều hiển nhiên. Trời ơi, hai đội còn lại chắc là biến mất quá. Đó là đội chào màu. Tiếp theo, với căn phòng đại dương. Chà, chắc ba chắc bạn là nhỏ bên sản. Dưới chắc là hải sản rồi, mà không biết cá gì đây. Mời các con xuất hiện. Trời ơi. Wow, bà là công chúa hàng tử không à? Tụi con xin chào chú Đại Nghĩa, ba chú Hữu Lĩnh và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu đội của chúng con tên là Cá Ngựa Dễ Thương. Con xin tự giới thiệu, con là Hoàng tử Cá Ngựa Mạnh Mẽ Bảo Hưng. Bảo Hưng. Dạ, con xin được tự giới thiệu, con là Công Chúa Cá Ngựa Dễ Thương Giang Ngây. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Nữ Hoàng Cá Ngựa Nguyễn Thị Hương. Nữ Hoàng Cá Ngựa luôn hả con? Cá Ngựa Đại Nhất Đại Dương. Nay quyết sông vương đấu trường âm nhạc. Yeah!
vui lên. Ủa bà này đâu được vui, bay đi không được vui. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng câu dưới nắng trong lá trầu cong. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đông Y à. Chị tôi chưa lấy chồng. Diễn đi con, diễn 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 đi con. Thời con gái lưng ngông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già còn đâu. Trời ơi trời. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chỉ lại lo các em chuyện trong con. Ngày chia tay chưa lấy chồng. Ôi cái mặt bà diễn kìa, mặt bà diễn buồn kìa. Rồi một đêm sóng trăng có một người đàn ông. Buồn luôn, mặt buồn luôn. Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu, để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Hàng cầu đau trái cao bao la trâu buồn rơi theo. Chị vẫn chưa có chồng. Cố lên con ơi. Nhiều năm xa cánh xa tôi chưa về làng quê thăm. Nhìn hàng cao sáng xa lá trầu khô. Bây giờ mình nghe các cô chú nhận xét nè. Mời các cô, các chú. À, cô chào hai đứa con. Con dạ, chào con cô. Chào cô. À, cô vote cho bé nhỏ bên màu xanh là tại vì con rất là can đảm khi hát với một anh lớn như vậy mà con hát rất là trôi chảy cái bài hát này và bài này cũng khó hát nữa. À, cô cảm thấy là con rất là có năng khiếu
Nên là cô mong là con sẽ học hỏi, sẽ cố gắng hơn nữa để mà đi theo cái con đường nghệ thuật nha con. Dạ con cảm ơn cô. Bây giờ mình cũng vậy thôi, không cần phải nhờ ai lên đứng giùm mình phải không con? Dạ. Sao con? Con muốn cô lên. Cầu được ước thấy, mời cô Miko lên đây. Kết quả bắt đầu. Trời ơi. Trời ơi. Đừng. Lĩnh Miko Lan Trình đã bay vào không gian. Người chiến thắng một lần nữa là Ấm Côi. Cô gái bé bỏng xinh xắn, đầm phùng xòe kim tiếng lấp lánh đã giành chiến thắng. Đội của Tuấn Dũng vẫn giữ được hai thành viên. Bây giờ mình được quyền chọn hai thủ lĩnh coi bộ là ngán ngán rồi đó. À, chọn đội nào đây? Không có gì đâu, ngán không có mệt gì hết á. Thanh Thanh mới vừa nói gì? Không có ngán không có mệt gì hết á. Không có ngán không có mệt gì hết á. À, thật sự thì lúc đầu là nãy anh chia sẻ rồi đúng không, tính việc luôn Xuân Nghị, anh tính là để cho em, nhưng mà ví dụ nếu mà em mở lời trước thì thôi giờ anh chọn em luôn ha. Chúc mừng em. Hả? Bây giờ khoan nha bé, bây giờ con thích hát bài gì? Dạ con thích hát bài Em Đi Qua Cầu Cây. Bé kỳ nhỏ lắm, qua cầu cũng được đâu. Đi qua, biết không? Không biết không? Em Đi Qua Cầu Cây. Ra sàn đấu. Trời ơi, ok. Nhiều sao vậy? Khoai lắm, mình thành khoai cái kiểu này. Rụng tim đã rồi. Có chiếc cầu cây bắc ngà qua suối cao thật cao, không tay nhìn em đi qua chiếc cầu lùng rình, dòng nước lung linh soi bóng em về. Cầu tre lắc léo, cầu tre lắc léo, chân em vững vàng, dòng nước trôi nhanh em vui mắt nhìn. Có ai nào ngờ em qua cầu hay, chính em là người thanh niên xung phong. Nhưng tháng ngày qua sông dòng giang khổ, đi đạo kinh em không ngại, trong mưa tuôn dưới màn sương đêm, dù nắng chang chang em vẫn hiền ngoan. Từ trong gian khó nơi em trưởng thành, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường, hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hey hey. Ôi trời ơi, bao qua cầu kìa. Trời ơi. Trời ơi trời. Những tháng ngày qua sông trong gian khổ, đi đạo kinh em không ngại, trong mưa tuôn dưới màn sương đêm, dù nắng chang chang em vẫn yên ngoan. Từ trong gian khó nơi em trưởng thành, nào xa hiểm nguy em ra chiến trường. Trời ơi. Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên xung phong. Hiến dâng cuộc đời em cho tổ quốc, áo xanh đẹp màu thanh niên.
chào nữa kìa, trời ơi. Hay quá. Dễ thôi. Hôm nào rảnh chỉ chú cái điều bộ đi qua cầu mà. Thiệt luôn á. Chú chưa bao giờ chú thấy ai đi qua cầu mà đi như vậy không té. Đi như vậy không té. Đi như vậy mà không té. Không thiệt. Ủa con đi qua cái cầu gì vậy? Cầu gì vậy? Cầu khỉ đúng không? Cây. Cái này là con phải đi qua cầu Mỹ Thuận nè nó mới chịu. Nhưng mà có cái cầu cầu tre lắc léo chân em vững vàng mà. Trời cái gì vậy? Trời ơi. Thấy chưa, bắt bẻ người ta chữ vậy. Ủa cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi chứ bộ. Nhưng mà trong câu hát ta là chân em vững vàng vững cho vàng. Nên là dù nhún nhảy nhưng vẫn vững vàng, hiểu không? Ờ, lại lại đâu. Ghê quá. Ra đây anh Đức, ra đây con. Hình như là giọng bắt đầu vỡ đúng không? Dạ. Đó, thành ra chú nghĩ rằng cái bài này nó cũng hơi bất lợi một tí cho với cho con, nhưng mà con vẫn làm rất là tốt cái bài này. Em một phong cách khác, con một phong cách hoàn toàn khác, cho nên là mình cứ tự tin con nha. Hai anh em cùng với chú lên phi thuyền đi. Hai đấu sĩ đã có mặt ở đây. Con trai con muốn nhờ thủ lĩnh con lên đây đứng không? Dạ không ạ. À. Tại chú Hồng Thanh chờ cũng đang rất khao khát cái cảm giác đứng trên này chờ đợi. Dạ thôi, con muốn trải nghiệm thử. Ừ, trải nghiệm thử ha. Con Ngọc Hà chắc không cần đâu hả con? Dạ không. Hả? Ừ, trời dễ thương quá. Đứng đây, chúng ta bắt đầu chờ đợi kết quả nha. Và một lần nữa, trời ơi, Kenny Ngọc Hà giành chiến thắng. Yeah, trời ơi giỏi quá.